Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Tấn công Đại học Fulbright là phép thử của quân đội với Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan đến chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo Việt Nam? Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, mối quan hệ Việt và Mỹ có nhiều biểu hiện được thắt chặt với các hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là một nhân vật thực dụng, ít quan tâm đến chủ thuyết cộng sản. Đây là lý do khiến Bắc Kinh không tin tưởng ông. Đó cũng là lý do vì sao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bị một bộ phận lãnh đạo không nhỏ trong đảng cáo buộc đã có nhiều biểu hiện ngã về Mỹ và rời xa Trung Quốc. Và đây là hình Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Tập Cận Bình. Câu chuyện lùm xùm ở Đại học Fulbright là một trong những bằng chứng cho thấy điều vừa kể. Trường Fulbright là đại học Mỹ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, chuyên đào tạo ngành chính sách công và lãnh đạo học với sự đồng thuận và ủng hộ của chính phủ của cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại học Fulbright đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016 và là một trường đại học của Việt Nam, không phải là chi nhánh của nước ngoài. Trường đại học này được đánh giá là biểu tượng của mối quan hệ Việt và Mỹ. Trong tháng 9 năm 2024, theo kế hoạch, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến công du tới Hoa Kỳ để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Khả năng cao, Ông Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cũng có tin Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng sẽ đi thăm Hoa Kỳ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Tướng Giang sẽ có cuộc gặp với ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Có thông tin cho rằng ông Giang có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ Mỹ. Đó là một trong những lý do khiến sự kiện tấn công Đại học Fulbright trên mạng lại nóng lên trong thời gian vừa qua. Được biết, các trang mạng của dư luận viên bắt đầu lấy lý do từ lễ tốt nghiệp năm nay của Đại học Fulbright khi các sinh viên trường này đã trưng khẩu hiệu Thế hệ sinh viên Fairless tức không biết sợ hãi. Và đây là hình lễ bế giảng của Đại học Fulbright. Lập tức, một làn sóng nhất loạn tấn công đã phá Đại học Fulbright theo chỉ đạo kể từ đầu tháng 7 năm 2024 trên các trang mạng xã hội. Lực lượng dư luận viên đưa ra nhiều bình luận sai trái, chụp mũ và cáo buộc Đại học Fulbright Việt Nam đào tạo nhân sự để làm cách mạng mạo. Nghiêm trọng hơn, đứng sau sự kiện vừa kể là đơn vị tác chiến điện tử thuộc ban tuyên giáo trung ương và đặc biệt là sự nhiệt tình thái quá của kênh truyền hình quốc phòng. Theo đó, ngày 21 tháng 8, kênh này đã đăng một video phóng sự với nhan đề Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục để công kích đại học Fulbright. Tuy nhiên, sau đó thì video trên kênh truyền hình này đã gỡ bỏ cũng theo chỉ đạo từ cấp trên. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố phản bác và khẳng định rằng Đại học Fulbright là biểu tượng của mối quan hệ Việt-Mỹ. Điều đó cho thấy sự thắng thế của phe thân Mỹ trong đảng trong giai đoạn hiện nay. Một câu hỏi đặt ra là tại sao lại có chiến dịch tấn công ác ý nhằm vào Đại học Fulbright vào thời điểm này? Giới phân tích đưa ra các lý giải cho rằng những biểu hiện thân thiết với Mỹ của Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khiến Bắc Kinh rất không hài lòng. Việc tấn công vào Đại học Fulbright được coi là hành động tấn công trực tiếp vào mối quan hệ Việt-Mỹ. Và đây là hình tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Khả năng thế lực thân Trung Quốc đã được Trung Nam Hải bật đèn xanh, lợi dụng ban tuyên giáo Trung ương do tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu để ngăn cản mối quan hệ với Hoa Kỳ. Đồng thời, đây có thể là một phép thử của ban tuyên giáo Trung ương nhằm thăm dò phản ứng của các bên về quan hệ Việt-Mỹ để lãnh đạo Việt Nam đi đến các quyết định cuối cùng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao tấn công Đại học Fulbright là phép thử của quân đội với Tổng bí thư Tô Lâm? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin những chiến dịch nhân danh yêu nước để sách động tấn công trên mạng gây hậu quả như thế nào. Ngày 30 tháng 8, blog Trần Văn trên VW Tiếng Việt bình luận, giá của thao túng đám đông sẽ ở mức nào. Theo tác giả, không phải tự nhiên mà nhiều cá nhân, nhiều nhóm trở thành cực đoan đến mức lố bịch. Đồng quá đảng Cộng sản Việt Nam với quốc gia, dân tộc, nhân danh bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa để săn đuổi, truy bức người khác đã trở thành phong trào những hành vi tàn tệ và không có bất kỳ xứ sở xã hội văn minh nào chấp nhận lại được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ. Và đây là hình bài trên blog Trân Văn VOA. Tác giả nói rõ hơn, sự hướng dẫn và hỗ trợ đó thể hiện rất rõ qua việc Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tuyên bố sẽ xác minh sau khi nhiều cá nhân, nhiều nhóm tấn công nghệ sĩ siết quốc nghiệp khi video clip giới thiệu chuyến thăm Mỹ của gia đình này có sự xuất hiện lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong video clip chỉ là chuyện ngoài ý muốn, song các chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng vẫn không dung tha. Cuộc tấn công theo hướng, đuổi tận, diệt tuyệt được chính quyền ghi nhận thông qua quyết định xác minh. Tác giả cho rằng nếu các viên chức và cơ quan hữu trách hành xử đúng chức trách, bảo vệ các quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của mọi công dân, xử lý những kẻ nhân danh vì suy diễn, quy chụp lăng mạ người khác theo kiểu cực đoan chắc chắn sẽ không tạo ra cảm hứng. Đã dẫn đến những chuyện như tấn công Đại học Fulbright Việt Nam không làm các nghệ sĩ, ca sĩ khác hoảng sợ đến mức lập tức tự kiểm điểm trên mạng xã hội. Tác giả nhận xét, không cần phân tích thì những người có hiểu biết ở mức bình thường cũng hình dung được mức độ nguy hại đối với văn hóa xã hội của thực trạng vừa đề cập cả trong đối nội lẫn đối ngoại tuy nhiên tự khẳng định vai trò thông qua bày tỏ suy nghĩ hành xử cực đoan cũng gây nguy hại không kém trường hợp ông bùi tiến lợi là ví dụ để ngẫm nghĩ tác giả cho biết ông bùi tiến lợi vốn là thượng tá chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa khoa học xã hội và nhân văn của trường sĩ quan công binh ngoài việc viết bài ông còn cùng một số đồng chí làm các video clip lập một số kênh chống diễn biến hòa bình trên youtube để phản bác luận điệu của các thế lực thù địch với sự khuyến khích của một số viên tướng nghỉ hưu, ông lại song lên chống lại việc công nhận Việt Nam Cộng Hòa như một thực thể độc lập để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Ông lên án đó là lật sử, ngụy sử và đây là hình ông Bùi Tiến Lợi. Tác giả cũng cho biết năm 2018, một số người chịu khó theo dõi các diễn đàn điện tử và mạng xã hội chưng hửng khi nhìn thấy quyết định của Đảng ủy Trường sĩ quan công binh loại bỏ thượng tá Bùi Tiến Lợi chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa khoa học xã hội và nhân văn khỏi lực lượng 47 của nhà trường vì đưa thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, quyết định vừa kể không làm ông lợi chùn bước. Ông tiếp tục tả sung hữu độc, chống phản động và chống thêm những phần tử cơ hội chính trị. Tác giả cho biết thêm, trong một video clip do chính ông lợi thực hiện vào tháng 6 năm 2019, ông cao hứng tuyên bố, đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có các dữ liệu lịch sử thì có thể vơ đảo lãnh hải thêm lục địa đó là của mình. Ai đó nói rằng biển Đông, Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế. Vẫn theo tác giả, hệ quả là tuyên bố này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Đảng và quân đội, khiến ông Lợi phải im hơi lặng tiếng một thời gian. Tháng 7 năm 2020, Ủy ban kiểm tra của Trung ương Đảng khóa 12 vẫn giữ nguyên quyết định khai trừ ông Lợi ra khỏi Đảng của tổ chức Đảng cấp dưới. Tuy nhiên ông Lợi vẫn tiếp tục khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nhức đầu. Tác giả kết luận, bao nhiêu cá nhân đang tác chiến trên không gian mạng để được ghi công hiện nay, cũng giống như ông Lợi, chính là quà tặng dành riêng cho đảng, giúp đảng trải nghiệm thế nào là chơi dao, đứt tay, gieo gió, gặp bão. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những chiến dịch nhân danh yêu nước để sách động tấn công trên mạng gây hậu quả như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.